Thưa quý vị, những ngày qua, một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đón học sinh lớp 1 từ trường để các em làm quen lớp, bạn bè và thầy cô trước khi bước vào năm học mới. Từ sáng sớm, khu vực sân của trường tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Các cô giáo trong trang phục áo dài đón học sinh lớp ở cổng trường. Ngày đầu tiên đến trường ở một bậc học mới, dẫu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng niềm vui vẫn rạng ngời trên gương mặt phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo. Cũng nói sơ cho bé biết là vô lớp 1 thì cũng nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà mấy cô ở trường Phù Đổng thì cũng rất là quan tâm. Và nhà trường thì cũng động viên trong buổi họp phụ huynh ngày hôm qua. Thì mấy bé của mẹ, ba mẹ cũng về nói sơ cho mấy con để cho mấy con cũng có tâm lý tốt khi tới trường. Để từng bước giúp học sinh lớp 1 làm quen với môi trường học tập mới, trong ngày đầu tự trường, các trường tiểu học đã tổ chức nhiều hoạt động vui nhộn đón các em. Học sinh cũng bước đầu làm quen với thầy cô, bạn bè, học việc chào hỏi, xếp hàng, sử dụng đồ dùng học tập cá nhân, đồ dùng học tập trong lớp, cách đề đạt ý kiến trong lớp và cả cách đi vệ sinh, rửa tay sạch sẽ. Đối với lại là học sinh lớp 1 á, thì tạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm luôn luôn tạo cho các em một cái cảm giác là thật là thoải mái, thích thú. Vì đây là các em chuyển từ môi trường từ mầm non sang môi trường tiểu học và luôn luôn và ở đây là nhà trường luôn luôn tạo cho các em một cái cảm giác là môi trường là một môi trường thân thiện, lớp học là lớp học vui vẻ. À, như vậy thì nó sẽ làm cho các em cảm thấy thích đi học hơn. Sau khi làm quen với cô giáo mới, bạn mới, học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê được cô giáo dẫn đi tham quan quanh trường. Năm học này, nhà trường có 10 lớp 1 với 326 học sinh. Có thể nói giai đoạn từ mầm non sang lớp 1 là bước chuyển lớn không chỉ với trẻ, mà còn với chính phụ huynh. Vì lẽ đó, theo các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm dạy lớp 1, bên cạnh sự hướng dẫn từ phía nhà trường, sự phối hợp giữa giáo viên, phụ huynh là hết sức quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm đã qua liên hệ với trực tiếp với lại phụ huynh của lớp mình để chuẩn bị cho, cùng phối hợp với cô để chuẩn bị cho học sinh một cách tốt nhất. Về tất cả mọi mặt, thứ nhất là về cái mà sự tự tin, mạnh dạn bước qua một cái giai đoạn mới. Tiếp theo là phối hợp với cô để cho các em một cái kiến thức thật là vững chắc. Theo khung kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, học sinh sẽ tự trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tự trường sớm nhất vào ngày 24 tháng 8. Trước khai giảng năm học mới 2 tuần, khai giảng năm học mới được thống nhất, toàn thành phố tổ chức vào ngày 5 tháng 9.